Gia thế Hoa hậu chứng khoán Mai Phương Thúy giàu đến cỡ nào? Hoa hậu hot lâu nhất nhì Việt Nam tự nhận bản thân giàu có đến ngột ngạt. Bạn sống trong cuộc đời này bạn cứ chạy theo tiền bạc thì bạn sẽ cảm thấy là tiền bạc lúc nào cũng làm chủ bạn. Thì bạn phải học cách tìm hiểu bản chất của đồng tiền. Em có là tham gia đầu tư từ sớm thôi, chứ thực sự bây giờ nhiều người đầu tư hơn, có người giỏi hơn em rất là nhiều. Em muốn phải có tầm 5 đứa con để lớn lên nó sẽ giống như trong phim Bố Già, nó sẽ đánh nhau tranh giành tài sản và kiểu em sẽ ngồi đây là chủ trì phân phát với cả ngồi xem các con cạnh tranh với nhau ấy. Em cũng có ước mơ tương lai trở thành tài phiệt, tỷ phú, sở hữu ngân hàng rồi các công ty to, nhà máy rồi kia, nhưng đấy thì là tương lai, là ước mơ. Thì bây giờ em xa cái mục tiêu đấy một vạn dặm ạ, không thể gọi là giàu được. Sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ là tay chơi đồ hiệu thứ thiệt của showbiz Việt. Chanel Boy Limited Edition 130 triệu, Chanel 140 triệu, Lady Dior 130 triệu, Chanel Vanity 120 triệu, Louis Vuitton Trunk Limited Edition 120 triệu. Hoa hậu Mai Phương Thúy sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ nhờ kinh doanh bất động sản. The Mappy West 1 tỷ 1, Hublot Unico Sapphire 1 tỷ 7, Sapphire 2 tỷ rưỡi, Patek Philippe 2 tỷ. Sau gần 2 thập kỷ kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy vẫn là một trong những cái tên đầy sức hút của làng giải trí Việt. Bên cạnh vẻ đẹp không tuổi, cô còn được biết đến với tư cách là một nhà đầu tư tài ba, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Cô được khán giả và đồng nghiệp gọi với danh xưng là đại gia ngầm của showbiz Việt. Với vẻ đẹp và trí tuệ, Mai Phương Thúy đã khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật đến kinh doanh. Cô không chỉ là một gương mặt đại diện của các thương hiệu mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt. Tiền mà nàng hậu kiếm được không chỉ từ các sự kiện, các hợp đồng quảng cáo bạc tỷ, mà cô còn được mệnh danh là Hoa hậu chứng khoán khi cách cô đầu tư và kiếm tiền từ lĩnh vực này lại vô cùng giỏi. Hoa hậu Mai Phương Thúy đã từng sở hữu một căn hộ sang trọng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Tuy nhiên, để thuận tiện cho công việc và cuộc sống, người đẹp đã quyết định chuyển đến một căn hộ khác ở trung tâm thành phố. Ngoài ra, nàng hậu còn sở hữu căn hộ chung cư cao cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc và Hà Nội. Mặc dù ít khi khoe khoang về cuộc sống giàu có, nhưng qua những món đồ hàng hiệu mà Mai Phương Thúy thường xuyên sử dụng, khán giả dễ dàng nhận thấy phong cách sống sang trọng và đẳng cấp của nàng hậu. Cô nàng đích thị là một tay chơi đồ hiệu thứ thiệt của showbiz Việt. Hoa hậu Mai Phương Thúy sở hữu bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ lên đến hơn 20 tỷ đồng đến từ các thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới. Cùng với đó là những chiếc túi xách, những đôi giày và các loại phụ kiện xa xỉ khác. Người đẹp còn từng gây bất ngờ khi thể hiện sự mệt mỏi vì cuộc sống quá đầy đủ. Cuộc sống đầy đủ này làm em ngột ngạt, sống sướng quá làm thu chột sự sáng tạo và năng động của em, nên em đang cân nhắc, có lẽ em phải tham vọng hơn và từ bỏ cuộc sống nhung lụa này. Cũng vì vậy mà nhiều người gọi Mai Phương Thúy với danh xưng Hoa hậu giàu nhất Việt Nam. Ở tuổi U40, Mai Phương Thúy vẫn cực kỳ chill trong chuyện tình cảm. Gần nhất, cô nàng bị đồn đoán có mối quan hệ tình cảm với Noo Phước Thịnh. Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật với nhau trước truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, cả Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò. Nàng hậu cho biết giữa cô và nam ca sĩ tài năng đang ở mức bạn bè thân thiết. Bạn thấy sao trước danh xưng này của nàng hậu? Bình luận cho Gian biết với nhé!